Như đài phát thanh truyền hình tỉnh đã đưa tin, vụ việc 17 hecta rừng và đất rừng ở huyện biên giới Gia Đà Rai bị người dân lấn chiếm, phát đốt còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Trong khi Ủy ban dân huyện Gia Đà khẳng định, phần diện tích này thuộc quản lý của công ty cổ phần cao su sa thầy. Tuy nhiên, về phía công ty, đơn vị khẳng định, rừng và đất rừng bị phá không phải của doanh nghiệp. Gần đây nhất, Ủy ban dân tỉnh đã có kết luận chính thức về vụ việc này. Qua tiến hành kiểm tra rà soát, nhất là căn cứ vào báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm cùng các bên liên quan. Ủy ban dân tỉnh kết luận, phần diện tích 17 hecta rừng và đất rừng bị người dân lấn chiếm, phát đốt ở thôn 3, xã Gia Đan, huyện biên giới Gia Lợi Rai, không phải của công ty cổ phần cao su Sa Thầy. Phần diện tích này thực chất thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban dân xã Gia Đan. Trên cơ sở kết luận kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Gia Đợi Rai trực tiếp chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương, xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan đến vụ việc theo quy định, chủ động tổ chức trồng lại rừng trên phần diện tích 17 hecta vào thời vụ trồng rừng thích hợp, xây dựng kế hoạch giao đất giao rừng và phương án xử lý diện tích đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý, cập nhật diện tích 17 hecta rừng đất rừng vào kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm của địa phương theo quy định đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý các diện tích đất rừng bị lấn chiếm nếu có, không để tình trạng tương tự xảy ra. Đối với công ty cổ phần cao su Sa Thầy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cấm mốc ranh giới diện tích do đơn vị quản lý ngoài thực địa thường xuyên kiểm tra rà soát và quản lý tốt phần diện tích được giao